Thưa quý vị, năm 2020 đi qua nhiều thách thức khi dịch bệnh và thiên tai liên tiếp đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Chính trong những giờ phút khó khăn ấy, tinh thần con rồng cháu tiên một lần nữa lại được phát huy để chứng tỏ một điều. Con người Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng lại có thể làm nên những điều lớn lao hết sức phi thường. Và trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những dấu ấn Việt Nam trong một năm đặc biệt vừa qua. Sáng 30 Tết, Bộ Y tế họp khẩn về dịch viêm phổi do virus corona mới. Giai đoạn 1, Việt Nam phát hiện ca bệnh xâm nhập bắt nguồn từ người dân tại Vĩnh Phúc trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Giai đoạn 2, Việt Nam có những ca bệnh xâm nhập từ châu Âu và các nước khác trên thế giới. Hai giai đoạn này, Việt Nam truy vết được F0 và có những quyết định mạnh mẽ về giãn cách xã hội để khoanh vùng, dập tắt những ổ dịch trong cộng đồng. Sau tròn 99 ngày không có lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 25 tháng 7, Việt Nam chính thức bước sang giai đoạn 3 của dịch COVID-19 với việc ghi nhận ổ dịch tại Đà Nẵng. Khoảng 90.000 bác sĩ, 120.000 điều dưỡng cả nước lên đường vào chi viện cho Đà Nẵng. Rất nhiều cái nhân viên Nam vào cộng đồng để thuận lợi cho công việc thăm khám điều trị cũng như là chống lây nhiễm. Khó khăn thì rất nhiều, xa gia đình cũng xáo trộn cuộc sống, chúng tôi ăn ở tại bệnh viện phải tuân thủ rất nghiêm ngặt để cái nguyên tắc về cái chống lây truyền chéo. Tuy nhiên là nhiệm vụ chống dịch như chống giặc thì chúng tôi cũng vẫn phải quyết tâm vượt qua. Dù dịch bệnh vẫn còn đang rình rập, có những nguy cơ tiềm ẩn, nhưng có thể nói Việt Nam đã khống chế được dịch, không được phép chủ quan, sẵn sàng ứng phó với tình hình mới là phương châm trong chống dịch hiện nay để Việt Nam có thể bình yên. Thành quả chống dịch COVID chính là cơ sở vững chắc để Liên Hợp Quốc thông qua Ngày Quốc tế chống dịch bệnh 27 tháng 12 do Việt Nam đề xuất. Tôi rất vui mừng khi ngày 23 tháng 12 năm 2020, Việt Nam đã đánh dấu chủ trì Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh đầu tiên bằng cách kết nối tất cả những nhân tố chủ chốt cùng nhau chống lại đại dịch COVID-19 trong nước và cùng thảo luận các biện pháp tăng cường kiểm soát và ngăn chặn đại dịch COVID-19 trong tương lai. Cho đến nay, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 cũng như tác động của nó đối với đời sống kinh tế xã hội. Tôi phải công nhận rằng sự thành công của Việt Nam không chỉ đến trong một đêm, mà đó thuộc về công lao của nhiều năm đầu tư. Việt Nam đã nỗ lực củng cố sự sẵn sàng chuẩn bị cho bất kỳ tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp nào trong suốt thập kỷ qua. Bên cạnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh, năm 2020 cũng là năm thành công của nước ta với những kết quả, thành tích đặc biệt. Ngoại giao đa phương quốc tế trong năm qua cũng có nhiều dấu ấn quan trọng. Với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, Việt Nam đã tổ chức thành công bằng hình thức trực tuyến, bán trực tuyến, hội nghị cấp cao ASEAN 36 và 37 cùng các hội nghị cấp cao liên quan. Hội nghị cấp cao ASEAN 37 thông qua hơn 80 văn kiện, số lượng cao nhất trong các kỳ họp ASEAN. Chủ tịch Việt Nam đã chèo lái ASEAN vững vàng vượt qua các vùng biển động và duy trì sự thống nhất, đoàn kết, gắn kết, trung lập, hòa bình và an ninh của cả khối. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây khó khăn cho các cuộc gặp gỡ, đàm phán trực tiếp, nhưng Việt Nam vẫn thực hiện thành công đến 8 trên 13 sáng kiến. Trong đó có sáng kiến ưu tiên của ASEAN cho Việt Nam, đề xuất chính là kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Đối ngoại Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP tại Hà Nội. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang gặp phải những trở lực và thách thức to lớn, không chỉ từ đại dịch COVID-19 mà còn từ sự suy giảm của thương mại quốc tế, việc kết thúc đàm phán Hiệp định RCEP, một hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới, sẽ là thông điệp mạnh mẽ khẳng định vai trò đi đầu của ASEAN trong việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, đóng góp vào việc tạo lập cấu trúc thương mại mới ở khu vực, thuận lợi hóa thương mại một cách bền vững và phát triển chuỗi cung ứng đang bị gián đoạn do dịch COVID-19. Cũng trong năm 2020, kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dương, là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội từ 2 đến 3%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ tư tại ASEAN. Đây là thành công lớn của nước ta
khi thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Là trong chính sách kinh tế thì cũng rất quyết liệt trong việc tạo cái nền tảng qua đầu tư công cũng như là ở lĩnh vực đầu tư hạ tầng cơ sở cũng như là hạ tầng số để tạo ra cái vụ bứt phá khơi được cái lợi thế của người Việt Nam trong công nghệ thông tin cũng như là tăng cường cái kết nối với thế giới, không gây đứt đoạn. Kinh tế Việt Nam ghi nhận những điểm sáng như xuất siêu đạt mức kỷ lục hơn 20 tỷ đô la Mỹ, thu hút 2.500 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đạt gần 15 tỷ đô la Mỹ, gần 140.000 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2,3% so với năm trước, nhưng số vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%. Không chỉ dần phục hồi, phát triển kinh tế và chèo lái vững vàng con thuyền ASEAN vượt qua khó khăn trong năm 2020, niềm tin của nhân dân đối với tiềm lực đất nước cũng không ngừng được củng cố và nâng cao. Theo đó, toàn bộ 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 sớm hơn so với gần 3 nhiệm kỳ gần đây, chuẩn bị cho đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Bên cạnh thành công của nước ta với những kết quả thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước, thì năm 2020 cũng là năm Việt Nam chịu nhiều đau thương mất mát nhất. Trong gian khó, tình dân tộc, nghĩa đồng bào một lần nữa lại bùng cháy. Từ đầu năm đến nay, nước ta còn phải hứng chịu 576 trận thiên tai, khiến hơn 350 người chết và mất tích, gần 1.000 người bị thương, ước tính thiệt hại về kinh tế là gần 40.000 tỷ đồng. Chạy đua với tốc độ nước lên, nhiều chiến sĩ thuộc đoàn cứu hộ cứu nạn tại các địa phương không ngại hiểm nguy, ngâm mình giữa dòng lũ, đưa người dân đến với nơi tránh trú an toàn. Công an Long Biên đã tập kịp thời cứu hộ tàu nhưng gọi người công để ăn qua ngày với đó. Xót xa trước cảnh đồng bào oằn mình trong thiên tai, một lần nữa, tinh thần dân tộc, lá lành đùm lá rách lại trỗi dậy. Những đoàn xe tải với dòng chữ hướng về miền Trung, thương về miền Trung, những suất cơm nóng vẫn nối đuôi nhau, ngược xuôi vào các rốn lũ. Đối với bản thân tôi cũng như tất cả mọi người khi mà tham gia cái việc nấu ăn thì thấy rất là ấm lòng và đem lại niềm vui cho đến tất cả chị em. Thứ nhất là hỗ trợ giúp cho những người lụt lụt khi những bọ mẹ đến mang cơm đến với toàn thể người dân. Thảm họa rồi sẽ qua đi, nhưng tình người sẽ luôn còn mãi. Trong những ngày đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 đang căng thẳng, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép chi thể từ người cho sống cho một nam giới bị mất bàn tay do tai nạn lao động. Ca ghép thực hiện trong 8 tiếng là ca ghép chi thể đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á và cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống. Đặc biệt tháng 7 vừa qua, ca phẫu thuật hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi đã đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của nền y tế. Trong suốt 13 giờ, gần 100 chuyên gia, y bác sĩ đã gây mê, phẫu thuật, giúp ca mổ thành công. Hai trẻ có được cuộc sống khỏe mạnh, bình thường sau 13 tháng dính liền nhau kể từ khi chào đời. Bên cạnh những dấu ấn y tế qua các ca đại phẫu, Việt Nam cũng đã thành công trong việc phân lập virus SARS-CoV-2 từ tháng 2 và bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người vào cuối tháng 12. Nhiều tình nguyện viên trẻ đã đăng ký tham gia thử nghiệm, mở ra niềm hy vọng về việc đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Sau khi nghe được tuyên truyền của truyền thông và nhà nước thì em quyết định là sẽ thử nghiệm vì em nghĩ là đây là một quyền và lợi ích của công dân thôi ạ. Chúng ta có thể thử nghiệm để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, xã hội ạ. We'll be right back.
Năm học 2019-2020 vô cùng đặc biệt, được đánh giá khó khăn, nhiều thách thức đối với ngành giáo dục khi phải đối mặt với nhiều vấn đề như dịch Covid-19, tiến hành đổi mới sách giáo khoa bắt đầu từ lớp 1, thiên tai khu vực miền Trung và nhiều vấn đề khó khăn khác. Thế nhưng, cũng là năm mà ngành giáo dục ghi được nhiều dấu ấn. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, đặc biệt là việc bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự các kỳ thi quốc tế, tiếp tục có khởi sắc. 24 lượt thí sinh của Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực đều đoạt giải với 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 5 huy chương đồng và 2 bằng khen. Đáng chú ý, khi cả 4 trên 4 thành viên đội tuyển dự thi Olympic hóa học quốc tế năm 2020 đều đoạt huy chương vàng, xếp thứ 2 trong các đội tuyển tham dự kỳ thi. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh phổ thông Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế và tiếp thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ Việt Nam. Vâng thưa quý vị, những thước phim vừa rồi đã phần nào điểm lại những dấu ấn nổi bật của Việt Nam trong suốt năm 2020 vừa qua. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ luôn nỗ lực và cố gắng để khẳng định vị thế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước ngày càng phồn thịnh và giàu mạnh.